Chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu tác phẩm Vô Ngã Vô Ưu, tác giả Nisu Ayakema, dịch giả Diệu Liên Lý Thu Linh. Chương 8. Kinh Tử Bi. Nếu chúng ta đứng quá gần một tấm kính, ta sẽ không thể thấy gì, mà xa quá thì cũng thế. Chúng ta cần đứng một khoảng cách vừa phải thì mới có thể nhìn thấy rõ. Kinh Tử Bi quá quen thuộc đối với đa số chúng ta. Chúng ta hiểu nghĩa kinh khuyên nhủ ta nên thương yêu tất cả mọi người. Điều đó rất đúng, nhất là đối với những người gây khó khăn cho ta, những người không theo ý ta, không như ta mong đợi. Vậy ta hãy bước gần lại kinh Tử Bi. Nếu ta đứng xa quá, hãy lùi lại vài bước để hiểu thật sự những lời kinh nói gì, có ý nghĩa gì. Kinh bắt đầu. Người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành. Đó là một lời nói khá thú vị, vì nó diễn tả tính hoàn thiện như một kỹ năng, và kỹ năng có thể được rèn luyện học tập. Tất cả chúng ta đều có những kỹ năng do rèn luyện mà có được. Nói là một kỹ năng, đi đứng cũng thế. Chúng ta đã luyện tập những kỹ năng này khi còn bé, và sau bao nhiêu năm, giờ chúng ta đã trở nên quá thuần thục. Việc hành thiền cũng là một kỹ năng có thể được học tập, rèn luyện, và trong thực tế, thiền đang được người ta học tập, rèn luyện. Lái xe, giặt ủi cũng là kỹ năng. Chúng ta học tập các kỹ năng này trong các công việc hàng ngày ở nhà. Thiền tánh được rèn luyện qua giáo dục, môi trường, nhưng nó sẽ chẳng thể hoàn toàn nếu như chúng ta không cố gắng thực hành. Nó không phải tự nhiên mà có. Tất cả chúng sanh đều có căn tánh thiện, nếu không chúng ta đã không có mặt ở nơi này. Do nghiệp lành mà ta có mặt nơi đây, nhưng chúng ta cũng mang đầy các nghiệp chướng. Đức Phật trong tâm kinh đã hướng dẫn đầy đủ các cách để viên mãn thiện căn trong ta. Đó là một phẩm kinh ngắn, mở đầu với những lời giáo huấn cơ bản trong cuộc sống đời thường, dẫn đến hoàn toàn giải thoát giác ngộ. Đây là bài thuyết pháp có nhiều cấp độ. Các bài pháp của Đức Phật thường là như thế, ai cũng có thể lắng nghe, dù là những người sơ cơ hay đã huân tập lâu ngày, đều có thể tìm thấy sự lợi ích. Tất cả chúng sanh, những ai có thể nghe và lãnh hội được, có thể áp dụng bài kinh để đi từ cuộc sống thế tục, dần tiến lên cõi thanh cao. Đức Phật nói lời thuyết pháp của Ngài tựa như biển cả. Lúc đầu khi ta còn ở gần bờ, thì biển cạn có thể chỉ làm ướt chân ta. Khi ta tiến sâu hơn ra xa, biển trở nên sâu hơn nữa để dần trùm phủ ta trong lòng biển. Giáo lý của Đức Phật cũng thế, chúng ta bắt đầu bằng những cách nhún chân thăm dò nước biển ấm lạnh. Như khi ta thử hành thiền nửa ngày, rồi dăm ba ngày, cho đến khi cuối cùng ta có đủ can đảm để dự khóa tu thiền 10 ngày và có thể hành thiền suốt thời gian ấy. Chúng ta học Phật Pháp cũng thế, từng chút, cho đến khi cả cuộc sống của ta đều là sống trong Pháp. Và rõ ràng, sự bình an không phải do ai ban tặng cho ta, chính ta phải tìm lấy. Không thể có bình an chỉ vì ta mong mỏi hay ước muốn điều đó, mà chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm. Không thể đạt được điều gì nếu không có sự nỗ lực. Tiếp theo, Đức Phật cho ta biết cần có những đức tính gì để có thể viên mãn thiện tánh, đạt đến giải thoát. Có hai điều căn bản quan trọng nhất trong bài pháp này, đó là cách ta giao tiếp với người. Trước hết, ta phải tự sửa đổi chính bản thân. Không ích lợi gì khi chúng ta chỉ nói hay nghĩ từ bi, nhưng không làm gì để tự thanh lọc bản thân. Đức Phật nói rằng cần có 15 đức tính để tự hoàn thiện, để có thể sinh lòng từ bi đối với mọi người quanh ta,
hay rộng hơn cho đến tất cả nhân loại trên thế giới. Những đức tính này được kể ra, ta cần có khả năng, không phải phụ thuộc vào người khác, chỉ dựa vào chính bản thân. Tự lực sẽ khiến ta có lòng tự tin lại khiến ta cảm thấy tự tại. Khi chính ta cảm thấy tự tại, ta mới có thể mở lòng thương yêu người khác. Ngược lại, khi ta còn phải phụ thuộc vào người khác, còn phải nhờ vào sự giúp đỡ hỗ trợ, nhờ vào lòng tốt của người khác để có thể sinh tồn hay hoàn thành các công việc hàng ngày, thì chúng ta luôn sợ hãi rằng họ sẽ bỏ rơi chúng ta. Sự sợ hãi âu lo không thể mang đến cho tâm bình an. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc lẫn nhau, nhưng lòng sợ hãi bị bỏ rơi hay không có khả năng để tự chăm sóc là một vấn đề hoàn toàn khác. Sự sợ hãi quá đáng có thể khiến ta phải tuân phục theo bất cứ điều kiện nào để nắm giữ cái ta đang có. Do thiếu lòng tự tin như thế, làm sao có thể tự tại? Cần sự chất phác. Người chất phác không chỉ nói lời chân thật là điều căn bản, mà cũng không tìm cách lợi dụng người hay tạo điều kiện để thủ lợi cho cá nhân. Chất phác là hoàn toàn chân thật, chỉ nói những điều dựa vào sự hiểu biết của mình, chứ không phải để làm vừa lòng người khác. Chất phác có nghĩa là chúng ta coi trọng sự thật. Giáo lý Đức Phật đặt trọng tâm ở bốn chân lý. Nếu chúng ta tự biết mình có tính chất phác trong sạch, ta sẽ không bao giờ xa rời các cảm xúc, hiểu biết của mình. Chúng ta biết mình chân thật với chính mình, nếu không như thế, ta sẽ không bao giờ có được tâm bình an. Kế tiếp, ta phải thẳng thắn, có nghĩa là trung thực, không quanh co, không tô vẽ, không du nịnh. Người như thế cần có tâm chân thật. Không có tâm chân thật thì khó có thể là người trung thực. Đó là một khả năng cần được trau dồi bằng chánh niệm trong thiền định. Với người thẳng thắn, ta sẽ dễ giao tiếp vì ta biết rằng họ chỉ nói những điều họ thấy là sự thật. Chúng ta không phải thắc mắc, không biết họ có thực sự nghĩ vậy hay không, không biết nói thế họ có ý gì. Trái lại, ta có thể tin tưởng họ. Với những người đáng tin cậy, ta sẽ có được sự liên hệ tốt đẹp. Nếu tất cả mọi người đều có thể tin cậy lẫn nhau, thì liên hệ giữa con người sẽ dễ dàng, bớt phức tạp biết bao nhiêu. Không kiêu ngạo. Một thành ngữ tiếng Anh có nói, kiêu ngạo đứng trước thất bại. Kiêu ngạo là sự tập trung vào cái ngã một cách vô lý, dầu đó là kiêu ngạo về địa vị, sở hữu, sự thành đạt hay dáng vẻ bề ngoài. Tất cả chỉ để tôn vinh cái ngã. Hay hơn thế nữa, lòng kiêu ngạo khiến cho ta cảm giác mình hơn người, khiến cho ta lạnh lùng với người. Có một câu chuyện về một người Bà La Môn vào thời Đức Phật còn tại thế. Ông ta được biệt hiệu là cứng cổ, vì không bao giờ chịu đành lấy một ai, dầu cho người đó là các đấng ông ta hằng thờ phụng hay các sư phụ của mình. Ông ta cũng không bao giờ đến nghe Đức Phật giảng pháp. Nhưng một ngày, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông ta đã xuất hiện. Ông ta lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, và khi Đức Phật chấm dứt bài pháp, ông ấy đến đảnh lễ Đức Phật. Cả hội chúng đều phải kêu ồ lên. Tuy nhiên, ông ta có giao ước với Đức Phật. Ông nói rằng, sau khi được nghe bài thuyết pháp của Đức Phật, ông rất muốn được trở thành đệ tử của Ngài. Nhưng ông không muốn đánh mất biệt hiệu của mình, cho nên sau này nếu có gặp Đức Phật ở nơi công cộng, Đức Phật có chấp nhận cho ông chỉ là ngả mũ chào thay vì phải quỳ xuống đảnh lễ theo đúng phép tắc. Đức Phật đã chấp nhận lời đề nghị đó, vì thế ông ta đã giữ biệt hiệu cứng cổ cho đến ngày cuối đời. Cứng nhắc vì từ ái là cách chúng ta thường nói. Sự cứng nhắc cho thấy người đó không có khả năng chấp nhận những tư tưởng mới, những cái nhìn mới. Tự ái là một quan điểm, và bất cứ điều gì mới mẻ đều có thể làm cho cái nền tảng mà lòng kiêu ngạo được đặt trên đó bị lung lay. Rất khó cho người tự ái học hỏi một điều gì mới. Người đó rất thường nói, tôi biết rồi, trong lúc thực sự họ không biết gì hết. Sống dễ dàng khiến người khác dễ giao tiếp, chuyện trò. Không hay giận dữ, nổi nóng vì những điều nhỏ nhặt, thường để ý đến điều người khác nói, có khả năng lắng nghe.
Biết lắng nghe là một nghệ thuật mà đa số chúng ta chưa phát triển được. Sống dễ dàng, dễ giao tiếp khiến phát sinh những mối quan hệ tốt với người. Người khác cảm thấy được cảm thông, được lắng nghe, không bị chỉ trích, được giúp đỡ. Tuy nhiên, dễ giao tiếp không có nghĩa là hay nói chuyện phiếm, hay nói để mà nói, mà đó là người đáng để cho chúng ta trò chuyện, người đầy lòng thương yêu với mọi người. Không có lòng thương yêu thì khó thể khiến người ta muốn đến gần, vì ta đang mải lo nghĩ về bản thân hơn là nghĩ về ai khác. Trước khi nói đến thương yêu tha nhân, ta cần phải hội đủ những tính chất trên. Bài kinh đã không nhắc đến lòng từ bi, tình thương cho đến khi tất cả những điều kiện khác đã được nói rõ. Đức Phật đã dùng một ẩn dụ để nói về những loại người khác nhau. Đức Phật đã so sánh những người lắng nghe Ngài với bốn loại nồi khác nhau. Loại thứ nhất bị lủng ở đáy. Khi người ta chế nước vào, nước lập tức bị chảy ra. Những người vừa nghe thấu tai này đã ra tay kia. Người thứ hai có vết rạn. Khi đổ nước vào, nước cũng dần dần thấm ra ngoài. Loại người này khi rời khỏi chỗ ngồi, ra đến cửa là đã quên ngay. Người thứ ba là người đã đầy đến tận miệng. Đây là những người luôn nói, tôi biết, tôi hiểu rồi. Những người này hoặc là không lắng nghe, hoặc những điều họ nghe thấy chẳng có ảnh hưởng gì. Ta có thể chế thêm bất cứ gì, nhưng họ đã đầy những quan điểm riêng, những hiểu biết riêng của họ. Cuối cùng là loại nồi không thủng đáy, không có vết rạn nứt, hoàn toàn trong rỗng. Ta có thể chế nước sạch, nước trong vào, nó sẽ giữ nước mãi sạch trong để cho mọi người cùng được uống. Điều kiện kế tiếp là tâm hiền hòa. Hiền hòa đối nghịch với sấn sổ, lấn lướt. Người độ lượng đã phát triển được tâm đến độ thấy được lỗi mình hơn là thấy lỗi của người. Tự thấy được lỗi mình là rất lợi ích cho ta, vì ta có thể sửa đổi. Trái lại, thấy lỗi người không ích lợi gì, chỉ khiến cho ta thấy không ưa người khác, rồi từ không ưa dẫn đến không thân thiện, cãi vã, tranh luận, thuyết phục, tất cả đều vô ích. Người độ lượng hay tự soi rọi mình với tâm đầy chánh niệm. Thanh đạm. Người thanh đạm tự tại là người thanh thản. Do đó ta cần phải biết bằng lòng với hoàn cảnh, môi trường sống, tiền bạc, vẻ bề ngoài hay sự hiểu biết của ta. Không có nghĩa là ta trở nên dễ dãi. Tự tại và dễ dãi không phải là một thứ. Sự dễ dãi khiến ta nói, tôi đã làm tất cả các khả năng rồi, tôi yên ổn rồi, không phản nản gì hết. Trái lại, sự tự tại là những gì xảy ra cũng là điều kiện giúp cho tôi tiến bộ. Sự tự tại rất cần cho hòa bình, vì sự phật lòng, trái ý khiến tâm cũng như thế giới trở nên đảo lộn. Khi không vừa lòng, ta dễ làm những việc kỳ cục nhất để thay đổi những gì ta nghĩ là nguyên nhân. Chúng ta tranh cãi, cố thay đổi những người sống xung quanh ta, thế giới ta đang sống, tranh cãi về các món ăn, về quan niệm, đôi khi cả tôn giáo. Tại sao tất cả những việc này lại xảy ra? Vì ta không tự tại, không vừa lòng. Tất cả các hành động trên đều không mang đến sự tự tại. Chỉ có một cách khiến ta được tự tại vừa lòng là hãy tự sửa đổi mình, là điều không thể thực hiện được khi không có tự tại, mà chỉ có thể được thực hiện với lòng kiên nhẫn, cố gắng và một ít trí tuệ. Không có trí tuệ sẽ không có gì xảy ra cả. Tri túc. Tri túc có nghĩa là chúng ta không có nhiều tham cầu cá nhân. Không phải vì chúng ta đè nén chúng, mà là vì ta nhận thấy chúng không đem lại cho ta hạnh phúc. Chúng ta không chạy đuổi theo đủ kiểu áo quần mới, đủ kiểu bàn ghế, ăn uống hay những thứ vật chất khác. Nhờ thế ta được tự tại, vì ta biết bằng lòng với những gì mình đang có. Chúng ta hiểu rằng dẫu ta có mua sắm, sở hữu bất cứ thứ gì, rồi chúng cũng sẽ trở thành cũ, rách, để rồi cuối cùng ta cũng phải vứt bỏ chúng đi, mà ta lại phải khổ sở chạy đuổi theo chúng, khiến cho ta không được tự tại.
Dĩ nhiên, ta cần có những thứ cơ bản trong cuộc sống của ta được thoải mái, nhưng ta không cần những thứ ấy trong đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ khác nhau mới có thể sống thoải mái. Ham muốn thì khổ đau vì nó chứng tỏ là người ta còn thấy thiếu thốn nhiều. Nếu chúng ta là người tri túc, biết nổ, ta sẽ buông bỏ được lòng ham muốn vì ta muốn xả phiền não, khổ đau. Nếu ta có được điều mình ước muốn, có thể ta sẽ thấy vui sướng trong chốc lát. Nhưng nếu ta không đạt được ý nguyện, thì ta cảm thấy khổ đau, rồi sau đó ta lại khởi lòng ham muốn trở lại. Một vòng luẩn quẩn trong khổ đau chẳng bao giờ dẫn ta đến được thanh tịnh. Trước khi hiểu được thế nào là lòng từ bi, tình thương yêu chân thật, ta cần phải buông bớt tham cầu để cái ngã của ta không còn chiếm lĩnh mọi suy tư của ta. Không rộn ràng, không bị nhấn chìm trong lo toan. Nếu chúng ta không có thời gian để quay vào bên trong tự vấn lòng, chúng ta sẽ khó thay đổi được gì. Nếu ta hết tham gia học hành, lại viếng thăm hàng xóm, bà con, nếu chúng ta tự tạo ra sự bận rộn, lăng xăng quanh mình, không tự để ta có được giây phút nào tự suy ngẫm thiền quán, thì ta sẽ không có được sự bình an. Chúng ta cần thời gian để tạo ra một môi trường lành mạnh, bình an quanh ta cũng như ở trong ta. Biết cần kiệm. Cần kiệm là một đức tính, nó chứng tỏ lòng trân trọng đối với những gì đã được tạo ra bằng sức lao động không khó nhọc của người khác. Ta không vứt bỏ đi sản phẩm của họ khi chúng bắt đầu hao mòn. Cần kiệm cũng có nghĩa là biết bằng lòng với những cái ít ỏi, không đòi hỏi những cái tốt nhất cho mình, vì lúc nào cũng có cái tốt hơn cái ta đang có. Một chiếc tivi lớn hơn, một tủ lạnh rộng hơn, một cái nhà đẹp hơn, một cái xe tốt hơn, không kể đến bao nhiêu thứ có thể khác. Không có chỗ dừng cho các ham muốn. Nếu cuộc đời ta chỉ để chạy đuổi theo những ham muốn đó, thì thật là phí thời gian, phí một kiếp người. Cần kiệm có nghĩa là biết bằng lòng với cái càng ít càng tốt, chứ không phải cố gắng để có được càng nhiều càng tốt. Chút ít đến đâu để có thể chấp nhận được thì có chừng mực, nhưng lòng tham muốn thì không có giới hạn. Tham cầu có thể dẫn ta lên đến mặt trăng, còn nói được gì hơn nữa, ai cần đến mặt trăng chứ? Chúng ta có thể suy nghĩ thêm về điểm này và cố sống cần kiệm, vì nó đem đến cho ta sự bình yên. Các căn thanh tịnh. Sự thanh tịnh của các căn là một trong những yếu chỉ của Đức Phật. Các căn của ta luôn dẫn ta đi lạc hướng. Nhìn thấy cái gì đẹp, ta liền muốn sở hữu ngay, dẫu chỉ là một đóa hoa. Nhìn thấy hoa đẹp liền khiến cho ta có những hành động sai quấy như hái hoa, khiến cho cánh hoa bị hủy hoại, không còn mang lại niềm vui cho ai khác nữa. Thực tập chánh niệm giúp cho ta nhận thức được rằng nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là âm thanh, thấy chỉ là cảnh. Rồi tâm bày vẽ thêm bao điều quanh những cái ta thấy, nghe, như là cái này đẹp quá, tôi muốn có, cái kia xấu quá, tôi không muốn nhìn, muốn nghe về nó nữa. Các căn của ta không ngừng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Chúng ta đâu muốn không được thấy, được nghe, ngửi, sờ, nếm. Cuộc sống của ta sẽ khó khăn biết bao nếu thiếu chúng, nhưng chúng cũng mang đến cho ta bao ảo tưởng trong cuộc sống. Chúng giống như các nhà ảo thuật, vì bất cứ lúc nào khi vừa tiếp xúc với bên ngoài, chúng lập tức khiến tâm ta tạo ra bao tiếng vang dội, phản ứng. Do vậy, ta luôn phải canh các cửa giác quan để cho dẫu có thấy, có nghe, có ngửi, có xúc chạm, chúng ta cũng không sinh tâm luyến ái hay ghét bỏ. Điều này rất khó thực hiện, nhưng là một yếu tố quan trọng giúp cha ta thoát khỏi được khổ đau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tu sĩ trưởng lão tên là Pahiya, là người đã tu nhiều năm, cũng được bao nhiêu người kính trọng, nên vị tu sĩ này nghĩ là mình đã đắc đạo. Ông nghĩ mình đã dứt bỏ được nhiều ham muốn sân hận trong nhiều năm.
Một đêm kia, một vị thần hiện ra nói với ông rằng: Bahiya, ông chưa thật sự đạt được giải thoát giác ngộ. Thật ra, ông còn chưa biết đến con đường đưa đến giác ngộ. Nghe vậy, thầy Bahiya rất giận, ông nói: Gì chứ? Tôi mà không biết con đường đi đến giải thoát giác ngộ sao? Vậy thì ai biết? Hãy nói cho tôi biết mau. Vị thần trả lời: Chính Đức Phật mới là người biết con đường đi đến giác ngộ. Hãy đến tham kiến người. Thầy Bahiya liền hỏi thăm nơi Đức Phật ở. Vị thần liền bảo cho ông biết. Lập tức, giữa đêm khuya, thầy Bahiya ngồi dậy, bắt đầu đi tìm Đức Phật. Sáng ngày hôm sau, ông tìm đến ngôi nhà nơi Đức Phật đang trú ngụ. Nhưng người ta trả lời: Xin lỗi, ông không thể gặp Đức Phật bây giờ, Ngài đang đi khất thực. Bahiya trả lời: Tôi sẽ đi tìm Ngài. Lại được trả lời rằng: Không, xin ông đừng đi, Đức Phật không trả lời tham vấn khi Ngài đang đi khất thực. Nhưng Bahiya nhất quyết làm theo ý mình, vì ông rất nóng lòng muốn biết con đường đưa đến giác ngộ. Ông chạy tìm và gặp Đức Phật đang trên đường khất thực. Ông đảnh lễ Đức Phật và nói: Thưa Ngài, tôi muốn được hỏi Ngài một câu. Đức Phật trả lời: Này Bahiya, ông đã đến không đúng lúc. Bahiya lại hỏi và lại được trả lời: Ông đã đến không đúng lúc. Bahiya lại hỏi đến lần thứ ba, Đức Phật nói: Thôi được rồi Bahiya, thế ông muốn biết điều gì? Bahiya đáp: Tôi muốn biết con đường đi đến giác ngộ. Đức Phật trả lời: Này Bahiya, khi thấy chỉ thấy, khi nghe chỉ nghe, khi biết chỉ biết. Thầy Bahiya liền tạ ơn Đức Phật rồi đi. Buổi chiều hôm ấy, khi Đức Phật cùng đi với các đệ tử, Ngài nhìn thấy xác của Bahiya ở bên đường. Ông ấy chết vì một con trâu đâm phải. Đức Phật nói: Bahiya đã chứng đắc giác ngộ trước khi chết. Bahiya đã tu hành trong 35 năm và có thể trong nhiều kiếp trước nữa, nên đã có thể hiểu ngay những lời dạy của Đức Phật. Khi ta thấy cái gì, đó chỉ là cái thấy. Nhưng ta lại vẽ thêm bao nhiêu điều về người hay vật ta thấy, do đó sinh ra thương, ghét. Với các giác quan khác cũng thế, kể cả cái biết, cái suy nghĩ, tất cả các căn đều không thể khiến cho ta tạo ra nghiệp, kể cả ý căn, trừ khi chúng ta bắt đầu thấy ưa, thấy thích, thấy ghét, thấy chán. Thầy Bahiya đã hiểu được điều đó. Giờ có lẽ chúng ta cũng đã hiểu và có thể thực hành như thế. Điều đó có thể thực hiện trong mọi hoàn cảnh. Tiếng ho, tiếng chó sủa, tiếng cửa mở, tiếng chuyển động, đó là những lúc ta có thể thực hành chỉ nghe tiếng động. Khi ta nhìn thấy một bông hoa đẹp, ta chỉ tập nhìn mà không nói rằng: Tôi sẽ trồng loài hoa đó ở trong vườn. Hay: Cho tôi đi, tôi sẽ đem chưng trong bình hoa. Hãy chỉ nhìn thôi và nhận biết được các vọng tưởng khởi lên khi tiếp xúc với các căn. Các vị A-la-hán vì đã thanh tịnh được các căn, đã buông bỏ được mọi ham muốn nên được tự tại. Đó là sự tự tại với chính mình khi không có gì được, có gì mất. Thanh tịnh các căn không có nghĩa là hủy bỏ các căn hay đè nén chúng, chỉ có nghĩa là nhận biết được các căn bằng trí tuệ, biết được bản chất chân thật của chúng. Khi chân bị đau, liền biết đó là do xúc chạm. Từ xúc chạm dẫn đến cảm giác, trong trường hợp này là một cảm giác khó chịu. Cảm giác đó dẫn tới ý thức, đây là sự đau đớn. Từ ý thức dẫn đến tâm hành, tôi khó chịu quá, tôi phải thoát ra khỏi cảnh này. Cũng như với các cảnh, cái nghe, cái thấy khó chịu, ở đây ta cũng muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu. Sự thực tập này giúp ta thêm chánh niệm để chấm dứt các hành động theo thói quen. Khi chúng ta có thể thanh tịnh dần các căn, lòng tham muốn của ta cũng dần giảm bớt,
giúp cho ta có được sự tự tại. Vì lòng ham muốn khiến cho tâm ta xáo trộn, không được an. Lòng tham muốn càng mãnh liệt, sự bất an càng lớn, nhất là đối với những ước muốn không được toại nguyện. Không có được cái tham muốn, đó là khổ đau. Thanh tịnh các căn dẫn đến sự bình yên. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới. Like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.